Và hi, xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Vinh. Thì ngày hôm nay mình và các bạn hãy cùng nhau tiếp tục xem những cái video của GHS về cái tựa game Bubby và Daytime Chapter 3 nha. Lần trước á là mình đã có hai cái video rồi. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái phần số 3 nha các bạn. Rồi vô coi luôn nè. Ôi, các bác đang từ từ tiến tới. Làm gì vậy? Ủa mà không biết là cái bạn nữ này á là ai vậy ta? Có bạn nào biết không? Bình luận ở phía bên dưới cho mình biết nha. Cái gì đây? Đốt đây và cắt nát là bạn thân của nhau. Đốt đây rất là buồn và khóc. À, anh bạn này kiểu như là nghĩ một cái ý tưởng, đó chính là tạo một cái xe lăn cho đốt đây. Tại vì đốt đây bị mất cái chân rồi, đúng không? Là chế tạo ra một cái xe lăn. Nhưng mà khoan đã, cắt nát đã tới rồi. Hết rồi, rồi luôn. Ôi no, trời ơi, Cát Nam ơi, hai người là bạn thân của nhau mà tại sao lại nỡ nào mà hãm hại Đốt đây? Cát Nam nhớ lại ngày xưa, Đốt đây và Cát Nam đã từng làm bạn thân cực kỳ là tốt với nhau luôn nha các bạn. Đó, hai người vui đùa rất là vui vẻ luôn. Đó, nhưng rồi bỗng một ngày, Cát Nam phát hiện ra là có một cái bàn tay đang điều khiển Đốt đây nha. Oh my god. Ui, rồi luôn. Cát Nát đã cứu Đốt đây, nhưng mà Cát Nát đã bị chối lại rồi. Rồi thôi, xong luôn. Hèn gì. Rồi bây giờ là vậy là Cát Nát đã trả lại bình thường rồi nè các bạn. Trời ơi, cái video này đúng kiểu rất là cảm động luôn á. Trời ơi, đúng là một cái tình bạn rất là đẹp. Cảm động quá à. Trái tim của Đốt đây vẫn còn đang đập. Vẫn còn đang đập nha. Xong rồi gắn vào một con gấu bông khác. Ôi, Đốt đây đã sống lại rồi nè. Vậy là hai người này vẫn làm bạn tốt với nhau nha. Oh my god, Cát Nát đã bị cái con thí nghiệm 1006 lôi đi luôn rồi. Để làm sao đây? Thì thôi, bị lôi lên đây luôn rồi các bạn. Giải cứu cho Cát Nát thôi. Ôi, dễ thương quá vậy. Ôi trời ơi, mới nói dễ thương xong bây giờ là chui vào bụng của bạn heo này luôn rồi. Và có nguyên cái hàm răng. Oh my god, trong bụng mà cũng có răng nữa. À, Cát Nát đang xin tiền của tất cả mọi người. Ai chơi kỳ cục vậy, đi ngang qua đá hết chân tiền của Cát Nát luôn rồi. Ôi, có các bạn đẹp có bụng quá nè. Trời, cái bà Miss Delight này đúng kiểu tận dụng cơ hội để lấy hết chân tiền của Cát Nát luôn á các bạn. Trời đất ơi, chơi kỳ cục nha. Cát Nát đang lôi Đốt đây thoát khỏi cái bà cô Miss Delight. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Cát Nát biến hình, xong rồi tấn công. Nhưng mà đã bị thí nghiệm 1006 lôi đi luôn. Rồi chúng ta coi một cái video tiếp theo nha các bạn. Đây. À, cái này là khung cảnh Cát Nát đã bị thí nghiệm 1006 lôi đi nè. Chết, còn phải làm sao đây? Ok, nói chung là hết cứu luôn rồi đó. Ok, ok, giờ chúng ta tiếp tục video tiếp theo nha các bạn. Đây, anh bạn Kỳ Lân và Đốt đây. Oh my god. Wow. Trời, sao ở trong video này Cát Nát nhìn xối ca, nhìn đẹp trai dữ vậy ta? Đã thế cũng có cơ bắp luôn các bạn. Cầm cây súng rồi nè, cầm cây súng bắn nè. Mình cũng có cây súng nha các bạn. Nè, đây là cây súng của mình nè, ghê chưa? Cây súng của mình sao giống cái máy xe nắp bây giờ. Ok. Oh my god. Wow, Cát Nát nhìn ngầu á. Rồi tiếp theo, video tiếp theo nha. Đây, đây là cô Miss Delight đang tấn công. Gì vậy? Uầy, trời ơi, trời.
Mọi người đang ở trên xe, hình như là các tá phà một cái khí buồn ngủ. Các bạn nhìn nè, có một cái khói đỏ đỏ ở trên cái miệng của các nát đúng không? Đó. Ủa, mọi người ngủ ở chơi luôn rồi. Trời, đất đây đang lái xe mà ngủ. Rồi luôn, cái xe lái xuống dưới núi luôn rồi. 1, 2, 3, rơi xuống. Ok. Wow. Một cô bé thấy một con gấu bông. Wow. Trời ơi, nuốt luôn. Oh my. Chưa, thật là quái trưởng thiệt chứ. Rồi, cá táp đang lượm một cái quả bóng. Và đây là cô Miss Delight. Ủa, là sao ta, cái video vừa rồi mình xem mình không có hiểu rõ nha các bạn. Thôi, mình coi cái video này luôn nha. À, cái video này là cá táp đang đi chơi bóng tuyết. Can you say snow? Gì đây, 1 cộng 1 bằng mấy? 1 cộng 1 bằng 3. Ủa, thiệt cả. Đúng là thần đồng toán học có khác. Các bạn coi nè. Đây đây, các nát dơ lên 1 cộng 1 là bằng 3 nha. Rồi, anh bạn này cũng ok, ok. 1 cộng 1 bằng 3, ok. Wow. Trời ơi, mới chỉ 1 cộng 1 bằng 3 thôi mà cô Miss Delight đã tức giận rồi kìa. Cái gì đây? 66 cộng 99 bằng chỉ số gì kỳ vậy trời? Trời ơi, các bạn tốt. Quả chữ nè. Rồi, một cái bức tranh gì nè các bạn. Thì cái video này có để cái chữ gì mà YouTuber Delight này các bạn. Ui. Ủa, là sao tự nhiên cô Miss Delight nhảy nhảy đó. Đây, cái chỗ này nguy hiểm quá vậy. Mày chết, trời ơi, gai không kìa các bạn. Cố lên anh bạn. Ôi mày chết, cá táp. Rồi luôn. Trời ơi, thả xuống là ngủm luôn rồi. Rồi, sao tự nhiên đang đói bụng nhìn cái miếng đùi gà này mình càng đói bụng thêm á các bạn. Trời ơi. Hả? Wow, ngon quá mẹ. Dạ. Cái gì mà biến hình xong rồi cái đầu không còn cái cổng tóc giống như là Saitama gì đó. Ủa cái gì vậy? Cho mình coi lại cho các bạn. Cái này là cái gì vậy? Hả? Biến hình. Rồi biến hình Saitama. Ủa? Sao đốt tay trở thành món món gà quay luôn rồi? Ok, nói chung là ngày hôm nay mình đã xem những cái video mới của GHS về cái tựa game Bobby và Nighttime Chapter 3 nha. Thì các bạn có thể xem và đăng ký cho GHS nha. Video rất là hay, rất là thú vị luôn. Và các bạn xem xong video này của mình nhớ bấm like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ra nhiều video hay hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình tên là Vinh, bây giờ là tạm biệt các bạn và bye bye mọi người nha.